Alo cả nhà. À, đố mọi người đây là trái gì đây? Mời mọi người ăn mít nha. Nhà mình không có ai ăn mít hết đó, chỉ có ông xã mình thì bị dị ứng đó. Ăn hết trái mít này chắc mình trở thành thánh ăn mít luôn á. Ai rảnh ghé ăn mít với mình nha. Mình thích gọt cho nó sạch như vậy trước. À chị Tha, hai tem thì thôi. Chị Tha qua ăn mít với em nè. Ông xã mình thì không biết ăn mít nhưng mà đừng có lựa mít. Ngon. Mít ngon ha. Muối rất là dày luôn. Nhà buồn quá, giờ không biết làm gì, lên nói chuyện với mọi người cho vui. Ai rảnh lên tám với mình không? Anh Long khỏe không? Quang mít nè. Nhà buồn quá, đi đóng cửa tới đầu tháng 5. Hai Hương khỏe không Hương? Wow, mới mít quá to luôn á. Ông xã mình lựa mới mít giỏi hơn mọi người. Ai muốn mua mít là nhờ ông xã mình lựa giùm nha. Đây, muối mít đầu tiên. Cực kỳ to luôn, to bằng cái nắm tay của mình luôn á. Ngon không? À, mít á, thường thì mình lột, mình hay làm chuẩn bị sẵn một cái tô nước muối nè. Mình lấy cái muối ra, mình bỏ vào nước muối, mình ngâm xong rồi mình rửa lại thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn ha. Ăn mít nè Hương ơi. Ăn một mình buồn quá, nhà không có ai ăn hết á. Hôm nay mẹ mệt, không có ăn được. Ông xã mình thì ăn cái này bị dị ứng á. Mình sẽ xử hết trái mít. Hay Dung Hoàng, Dũng Hoàng hả? Hay Dung Hoàng ta, em không có thấy rõ. Mua ở đâu hả? Mua hình như chợ Lâm á anh Long. Mít ngon cực kỳ luôn á. Mít này làm chè Thái chắc ngon lắm ta. Tiếc chắc mình rảnh mình làm chè Thái quá. Đây, muối nào muối nấy to đùng luôn. To bằng nguyên cái nắm tay của mình luôn. Cắt ra thử nha, cắt ra thử coi nó dày như thế nào nha. Rất là dày luôn á. Hi Tammy Joy, this is a Czech fruit. You know it? Delicious. See? Muối mít rất là dày luôn ha. Ai mà muốn mua mít là nhờ ông xã mình mua giùm. Mình thì có lần mua một trái về cắt ra ở trong á hả. Trái to thiệt là to, cắt ra ở trong muối nào nó cũng sống mà nó nhỏ xíu á. Tammy Joy, you want some Czech fruit? Mọi người có gì vui không? Mít này mua ở chợ Lâm nha. Bây giờ mình đổi từ nghề bán bánh, hôm trước bán bánh khọt nè. Xong rồi đổi qua bán bánh xèo nè. Bây giờ là quảng cáo mít luôn. Ăn với mình không nè bạn Dung. Hai bạn Nghĩa. Mít ngon thật luôn á. Muối to thật là to luôn. Mình mà ăn hết trái mít này sao ta, lên mấy pha đây. Ăn hết trái mít này là chắc lên phải 5 pha á. Trái mít này chắc cũng cỡ 6 pha đó. Ngon ha, cái sơ to à, ghê không. Mình ngâm nước muối thì tí nữa mình rửa lại á, xong rồi mình để trong tủ lạnh á, nó bảo quản được rất là lâu. Tại vì thường mà mình không có ngâm qua á, là lúc mình để trong tủ lạnh vài ngày là nó giống như nó bị mềm phía bên ngoài cái muối mít á, mình ăn nó dở. Món ruột hả Dung Hoàng? Món ruột của mình luôn nè, thơm ơi là thơm. Mình thích cái loại mít ở Việt Nam á, mà cái trái nhỏ nhỏ đó,
xong rồi mình cắt xong mình kéo nó ra nguyên chùm muối luôn á. Không biết ở đây mình không có thấy bán nhưng mà cái muối này to quá. À. Ai rảnh tới ăn mít nha. Ok, Tommy Joy, take care, stay safe. Dung Hoàng ở đâu? Hai Lê Thu Trần. Hôm nay mình ở nhà buồn quá nên là lên đây nói chuyện với mọi người cho vui. Hôm nay mẹ mình bị bệnh nè, không có được khỏe, bị cao huyết áp mà không có dám chở đi bệnh viện, sợ vô trong nó lớn tuổi đó rồi dễ bị lây nhiễm đó, mà chưa biết sao nữa. Giờ hy vọng là uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi là khỏe. Hai Thạch Peter Phạm, ông xã mình lựa nha, mình không có biết lựa đâu, lựa có mấy lần đi chợ mua lựa cho mít to thì to, về cắt ra trong đó không cần, nó bị sống hết á, mà muối thì nhỏ. Mít này ngon thiệt á, biết sao ông xã mình lựa hay vậy ta. Wow, cái muối này nó to ghê không. Và muối mít to không? Việt Nam ham to hả? Chắc vậy á. Thạch Phạm là có phải ở Texas không ta? Mình nhớ không lầm. Đoán thôi, biết phải không? Đúng rồi, kem trái mít này là đặc biệt rất là ngon luôn á. Sự luôn á. Cũng hên là nó ngon. Thấy mình cắt mít. Hết mùa dịch này mà thất nghiệp chắc ra chợ cắt mít nè. Hấp dẫn chưa? Hi Swanika, how are you? Hi Candy, how are you? Ngon quá, ngon quá. Cái này mà vừa gọt vừa ăn chắc là ngon ha. Thử miếng đi. Thử miếng nha. Ngọt. Vừa ngọt vừa giòn. Cái mít này nó có bị gì không ta? Sao nó to dữ vậy ta? I'm clean up the jackfruit. You want to try it? Sawanika? It's yummy. Delicious. To be continued. One of my favorite fruit. Tropical fruit, huh? Cái năm đầu tiên mà Ngân qua Mỹ á, trời ơi thèm mít lắm mà đâu có biết chỗ nào bán đâu, không biết chỗ nào là chợ Việt Nam luôn á. Đó lúc đó mình cũng chậm lắm, không có biết lên online search đâu. Ở tuốt ở bên đảo á, xung quanh toàn là Mỹ thôi, không có chợ Việt Nam nào luôn á. Có một chị bạn của ông xã mình nó tới nhà chị chơi á, chị đãi mình ăn mít á, trời hôm đó ăn ngon. Tại vì mình nhớ mới ở Việt Nam mới qua hay thèm đồ Việt Nam lắm. Yes, jackfruit. Cái mít này chắc mình ăn, mình chắc cũng phải ăn một tuần mới hết á. Wow.
không? Mai mốt mình đổi nghề bán mít nha. Thường mình gọt mít á, mình cắt mít á, mình gọt cái vỏ trước nè. Hai chị Hạnh, chị Hạnh khỏe không? Xong rồi mình cắt nó rất là sạch nè, thì nó rất là ngon. Mẹ mình chỉ đó. Không có bị dính mũ nè, rất là sạch luôn á. Món khoái khẩu của chị hả? Nhiều nhiều người thích mít quá ta, nhiều người thích món này, món khoái khẩu quá ta. Em cũng vậy luôn. Mùa dịch mà có mít ăn thì cũng an ủi rồi. Bây giờ mà kêu em đi chợ em sợ lắm. Sợ lây á. Hôm qua đọc news thấy Mỹ là 240 mấy ngàn người là bị nhiễm rồi. Buồn quá. Biết khi nào thì nó mới giảm thôi. Ở Seattle bây giờ là đóng cửa đến đầu tháng 5. Mà cũng chưa biết là đầu tháng 5 có mở cửa lại được hay chưa nữa. Mình không có nôn mở cửa nha, mình chỉ thấy nó càng ngày nó càng tăng đó là mình thấy mình buồn quá. Hi Tracy Phạm, ăn mít với Ngân nè. Hôm nay là mình không cần ăn cơm nha, hôm nay mình chỉ ăn mít trừ cơm. Hôm nay Lucky nè, Lucky trái mít này rất là ngon luôn á. Giỡn không? Mọi người nhìn đây. Mình ăn hết á. Sáng nay thì mình mới vừa nấu xong một nồi nấm kho tiêu và cháo nấm bào ngư. Hôm nay thì ăn chay. Hôm qua ăn chay mà tại vì ngán thịt quá rồi. Hôm qua nấu một nồi phở, một nồi cà ri. Hai chị Thảo, mít ngon lắm chị Thảo ơi. Chị Thảo mua đi ở chợ Lâm á. Muối to ơi là to luôn á. Em trái mít này chắc là một trong những trái mít ngon nhất từ lúc em qua Mỹ đây. Tại vì muối nó to chưa từng có luôn. Nhà buồn quá lên go live để nói chuyện với mấy chị cho vui nè. Đây tôi muối to ha chị Thảo ha. Hai chị Kiều Loan Kim, ngon lắm luôn á chị, ngọt mà giòn lắm nè. Muối to mà ở trong dày lắm, ruột dày lắm. Cắt ra cho mọi người xem. Hi Liz. vừa cắt vừa ăn vụng là sẽ ngon nè. Rất là giòn và ngọt luôn. Chị Kiều Loan đang ở nhà hả? Em cũng thất nghiệp hơn 2 tuần rồi. Ai cũng thất nghiệp hết chị ơi. Ai cũng như vậy hết, không phải một mình bây giờ quan trọng là mình giữ được sức khỏe nè. Cho mình, cho gia đình là thấy vui rồi. Còn mình lo lắng những thứ khác nữa thì mình bị stress á, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó, em nghĩ vậy đó. Em cũng buồn. Em phải đóng cửa hai cái tiệm luôn đó. Mà không biết đến khi nào mới mở cửa lại được nè. Cũng thất nghiệp luôn. Ăn đã luôn, ăn lên ký luôn đó chị. Cái em ăn mà cái mặt em nó mập lên mà mọi người nhìn qua Facebook là thấy em mập lên luôn á. Thôi kệ đi. Trong đời mình chắc cũng chỉ có một lần mà là mình ở nhà lâu như vậy thôi. Và cả thế giới đều ở nhà như vậy. Nó giống như là nó đi vô lịch sử luôn á. Em nghĩ chắc nó cũng không có lần thứ hai như vậy đâu.
nên là mình tranh thủ thời gian này ha, hưởng thụ. Chứ bình thường mình đâu có nghỉ ở nhà mà ăn với lại ngủ với nghỉ với chơi với con với chơi với gia đình đâu. Có thì cũng cùng lắm một năm ba ngày là mình cũng thấy chán rồi. Còn bây giờ thì mình có thời gian mình ở nhà nè, mình không phải làm chuyện gì hết. Bây giờ chị cứ lo thất nghiệp hay là lo cái gì đi nữa thì nó cũng không có giải quyết được, đúng không? Giờ mình lo sức khỏe đi, sống happy đi, rồi nó cũng sẽ qua thôi. Rồi mình làm lại, hôm qua em đọc được một cái bài viết của một cái anh, anh viết cũng rất là cảm động. Anh nói lúc mình mới qua Mỹ đó, mình đâu có gì đâu, không có nghề, không có vốn, rồi mình cũng làm được, rồi còn mình cũng có sự nghiệp. Rồi bây giờ nếu mà lỡ mình mất đi những cái đó thì mình có cái vốn liếng là mình có tiếng Anh nè, mình có bạn có bè nè, mình cũng có thể bắt đầu lại, đúng không? Không biết là có một số người rất là khó khăn, tại vì tự nhiên công việc của mình mọi thứ đang yên lành ổn định, tự nhiên mình lại mất mất việc nè. Cái tình trạng mà nó càng kéo dài là nó càng khó khăn ha. Ai cũng vậy thôi. This one, check fruits, please. You can buy in Asia market or Vietnamese or Chinese market. Just check fruit. I think in Costco. I don't know Costco in where you live have it, but my friend in he live in Oregon. He said in Costco they have check fruit. Only $12.99. Mọi người đừng có buồn ha, mình cứ nghĩ gọi là nghĩ sao ta, nghĩ positive, nghĩ tích cực đi. Trong cái tình mọi tình huống mình đều nên tìm thấy cái điều gì đó nó tốt. Ví dụ là mình thấy là nào giờ mình không có, mình bận làm từ sáng tới tối một ngày mười mấy tiếng, mình không có thời gian để chơi với con. Rồi bây giờ mình được ở nhà nè, được làm tiền thất nghiệp, được nếu mà ai mà chưa biết cách apply tiền thất nghiệp á thì Ngân có thể gửi cái link nè, tại vì Ngân có cái đường link đó, Ngân gửi cho những bạn làm cho Ngân đó, mọi người cũng đã apply được rồi. Rồi chính phủ cũng hỗ trợ cái tiền cho mấy cái business đó, thì mình cứ apply thử xem mình có được gì không. Thì mình chuẩn bị cho nó xa một xíu thôi, tại vì nếu mà tình trạng nó kéo dài thì nó hơi khó khăn, đúng không? Nhưng mà mình cứ nghĩ cái dịp hiếm có để mình có thời gian với gia đình, với con cái thư giãn. Mình hưởng thụ được ngày nào. Nói chung là mình thấy mình có những cái may mắn hơn người khác nè. Ví dụ như mình thì được ở nhà nghỉ ngơi, chơi với con. Còn những người họ đi làm bác sĩ, y tá đó là họ phải làm việc nè, họ đâu có được nghỉ đâu. Nếu mà họ quit cái job thì ngay cái lúc này họ, cái đó nhiều người họ yêu nghề, họ cũng không có quit cái job, nhưng mà họ quit cái job thì cũng khó khăn, nhưng mà họ đâu có được về với gia đình đâu, tại vì về thì khả năng lây nhiễm cho gia đình rất là cao, nên là họ phải ở trong bệnh viện. Còn mình may mắn là mình được ở nhà nè, mình nghĩ như vậy đó, mình may mắn hơn nhiều người. Nhiều khi mình đi làm á cũng mệt lắm. Thôi mình đi làm, ngày nào cũng đi làm, ngày nghỉ á, thì chở con đi chơi, đi với gia đình rồi cũng hết ngày. Xong mình nó không biết đến khi nào mình mới thực sự có một ngày mình ở nhà mà mình relax, mình ngủ. Mình nói cái đó là mini vacation nói với mình luôn á. Và mình muốn là có thời gian để chơi với con trọn vẹn một ngày mà không phải lo lắng gì hết á. Bây giờ thì ở nhà trọn vẹn nhưng mà cũng hơi lo, nhưng mà cứ hưởng thụ ha mọi người ha, cứ relax thư giãn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Con học được cái câu đó đó của một cái anh mình rất là ngưỡng mộ. Anh đó là một cái người anh nói là anh đi qua Canada đó, là ảnh làm tất cả các nghề, từ cái nghề mà hạ, nó nhiều cái nghề mà không có cần học đi học á,
Nghề nào anh cũng thử qua hết đó, từ đi đào trùng để bán cho người ta làm mỹ phẩm đó. Rồi ảnh làm nghề đưa thư nè. Nhưng mà sau đó thì ảnh bây giờ là một cái doanh nhân rất là thành công, mình rất là ngưỡng mộ ảnh. Thì ảnh làm một cái kinh doanh gọi là network marketing đó. Thì mình cũng đang học thôi. Ảnh nói là trong mọi cái tình huống xảy ra đó thì mình nên đặt một cái câu hỏi là giải pháp là gì để mình tìm ra cái cách giải quyết. Tại vì cái người mà cuối cùng mà để giải quyết cái khó khăn đó là chính bản thân mình thôi. Hai chị Kim ăn mít với em nè, ngon lắm. Mít to ơi là to luôn, nhìn mua mít nè. To lắm, mà bên trong á là rất là dày luôn. Em gọt đầy một tô rồi nè, chưa chưa hết trái mít mà. Mọi người thấy không? Chưa hết trái mít mà đầy nguyên tô rồi. Chắc là phải tạm dừng thôi. Hai chị Ly khỏe không? Mẹ của chị Ly về Việt Nam chưa? Chị Kim hôm nay em nấu món gì ăn vậy? Happy birthday con của chị nha. Hôm qua hôm kia gì em thấy chị tổ chức birthday phải không? Để lấy một cái tô khác đi, làm cho nó xong luôn. Ăn hết tô mít này, mình ngồi đây mình ăn hết tô mít này luôn nha. Chắc là mình sẽ thành thánh ăn mít luôn đó. Chị Ly, chỗ nhà chị Ly hoa đào đẹp quá, năm sau chắc em phải đi qua đó em chụp hình quá. Năm nay thì không dám đi đâu hết. Buồn quá, nó thật sự là hơi buồn luôn á. Thôi bên nhà chị Ly cũng có mít hả? Mít mua ở chợ nào chị Ly? Mít này mua chợ Long ngon lắm nè, em quảng cáo cho chợ Long luôn. Mốt đem cái video này xuống nói có nhận nhân viên không, tại vì giờ chỉ có chợ là được quyền mở cửa thôi, còn lại là thất nghiệp. Nhanh quá ha, ngồi mà gọt mít mà vừa gọt vừa nói chuyện với mọi người là thấy làm nhanh ghê không? Sắp xong rồi. Mít này mua ở chợ Long nè chị Ly. Ông Hảo ông đi mua á. Ổng mua mà ổng không có ăn, ổng bị ăn cái này ổng bị ngứa cổ, ổng bị dị ứng á. Còn mình em xử nè. À, trong này có ai làm nghề nail giống em không ta? Ở nhà rảnh quá nên là chiều nay em sẽ go live và hướng dẫn mọi người tập nối mi ở nhà. Ai mà không có đồ nghề á, thì em có thể làm cái video em lưu lại đó, xong rồi mọi người mua đồ nghề rồi tập sau cũng được. Cuối cùng đây rất là to luôn. Ok, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ bên gia đình nha.
Em xong rồi, bây giờ phải dọn dẹp đây. Đây là mối cuối cùng. Bye bye.